cha trương bưu diệm, lạy cha trương bưu diệm. Xin kính chào quý khán thính giả, kính thưa quý vị, chương trình truyền hình nhiều kỳ ơn cha Diệp do Trương Bửu Diệp Foundation thực hiện xin được tiếp tục với tập 138. Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu đến quý khán thính giả các nhân chứng ơn lành sau đây: chị Hồng Nguyễn, thành phố San Jose, California; anh Henry Lee, thành phố Santa Ana, California; bà Đặng Thị Duyên, thành phố Westminster, California; và chị Lê Tuyền Băng, tiểu bang Texas. Để mở đầu chương trình, hôm nay chúng tôi xin giới thiệu đến quý khán thính giả nhân chứng ơn lành. Chị Hồng Nguyễn hiện đang sinh sống tại thành phố San Jose, California. Chị Hồng có người con gái gặp phải chuyện khó khăn, không biết phải giải quyết ra sao. Thương con, nhưng chị không biết phải làm cách nào. Bỗng chị chợt nhớ tới cha Francisco Trương Bửu Diệp thường hay giúp người trong lúc khốn cùng. Vì thế, chị đã cầu nguyện với cha, và cha thật linh thiêng đã giúp con chị vượt qua khó khăn này. Nhân dịp nghỉ lễ, chị đã quyết định xuống miền Nam California tìm tới nhà thăm viếng cha tại thành phố Garden Grove, California để cảm tạ ơn lành mà cha đã cầu bầu cùng Chúa cho chị. Sau đây xin kính mời quý vị theo dõi. Lòng tin yêu tha thiết con nai vàng, vượt biển dấu chân gian ngàn nguy khó. Em tên là Hồng Nguyễn, ở San Jose. Dạ thưa, con gái em nó có làm một cái lầm lỗi lớn lắm. Rồi em nói không có tiền để trả. Rồi em mới khóc lóc với cha. Em xin cha khấn cho em, mà bán cho em. Thì về sau này con bé nó phải đi ra chỗ người ta làm giấy tờ lại, thì lại được thành công, không có phải trả đồng nào hết. Cho nên em xin cha được một chuyện như vậy là em rất vui mừng. Là vì lớn lao nhất là đời sống của em vất vả lắm, gian nan lắm. Em phải cứ cầu xin hàng ngày với cha. Ước mộng của em là cứ được gần bên cha hoài luôn. Mà em từ ở San Jose em cũng vất vả lắm. Hôm nay có dịp lễ nghỉ, cho nên em mới xuống cầu khấn cha. Trước hết cho ba mẹ em được mặt khỏe. Mặt mẹ em mờ lắm, mẹ em không thấy đường. Còn con gái em thì để mau học ra trường, để nó có công ăn việc làm, nó nuôi con nữa. Đó là ước vọng nguyện của em lớn nhất trên đời sống của em. Là em xuống đây là em cầu xin cha là được những mấy cái ơn mà cha đã cho một ơn rồi, thì giờ em cầu xin nữa. Vì phần nhất giờ em cứ cầu xin cha cho ba em á, được khỏe mạnh như trước. Còn mẹ em thì mắt sáng lại. Đó là điều lớn nhất là của em. Em cũng mong muốn, em cũng hứa với cha là tháng 7 em lại xuống nữa. Mặc dù không có ai đi đường xá xa xôi thật, nhưng mà em cũng có để em đi một mình cũng được. Thì em cũng hứa với cha như vậy. Như là một năm, nếu mà cha cho các ơn hoặc cha không cho, một năm có thể em rảnh giờ nào em đi giờ đó. Dù đường xá xa xôi gấp mấy em cũng xuống cha. Cha Diệp ơi, con xin cảm ơn Ngài, xin cha mãi chuyên cầu dâng lên Chúa nhân lành. Tạ ơn Chúa đã xót thương con. Anh Henry Lee hiện đang cư ngụ tại thành phố Santa Ana, California, là người ngoài Công giáo, nhưng anh rất tin tưởng vào nơi cha. Anh chia sẻ, lần nào cầu nguyện với cha, anh đều nhận được sự giúp đỡ của cha. Anh đã cầu xin cho vợ anh thi đậu quốc tịch Mỹ và xin cho anh tìm được việc làm.
Niềm tin của anh đã được cha nhận lời giúp anh đạt được ước nguyện của mình. Xin kính mời quý khán thính giả theo dõi chia sẻ của anh ngay sau đây. Tôi tên là Henry Lee và vợ tôi tên là Đinh Hứa. Hai vợ chồng tôi hiện đang sinh sống ở Santa Ana, thuộc California. Bữa nay tôi tới đây với mục đích là xin tạ ơn Đức Chúa Trời, Đức Mẹ và Đức Cha Francisco Trương Biểu Diệp. Vì trước khi vợ tôi đi thi quốc tịch Mỹ, thì tôi đã cầu xin Đức Chúa Trời, Đức Mẹ và Đức Cha Francisco Trương Biểu Diệp phù hộ cho vợ tôi thi đậu quốc tịch Mỹ. Và hôm nay vợ tôi đã thi đậu quốc tịch Mỹ, thì vợ chồng chúng tôi tới đây xin tạ ơn Đức Chúa Trời, Đức Mẹ và Đức Cha Francisco Trương Biểu Diệp. Cái khoảng 3 năm trước đây á, thì tôi đi kiếm việc làm, thì tôi nghĩ là mình cũng lớn tuổi rồi, xin việc làm cũng hơi khó. Thì tôi cầu xin Đức Cha Francisco Trương Biểu Diệp giúp đỡ tôi. Và kết quả là cha đã cho tôi có công việc làm, và tới đây cũng được 3 năm rồi. Và trong công việc làm, nếu mà có những cái chuyện gì khó khăn đó, thì tôi cũng cầu xin Chúa, cầu xin Đức Mẹ và cầu xin Đức Cha Francisco Trương Biểu Diệp giúp cho tôi được công việc suôn sẻ. Và rốt cuộc thì Chúa, Đức Mẹ và cha đã giúp đỡ tôi. Tôi thì không có theo đạo nào hết, thờ cũng ông bà thôi. Qua đài phát thanh rồi báo chí rồi á, tôi đọc á, thì tôi tìm hiểu, tôi biết cha. Theo cá nhân tôi á, thì tôi thấy lần nào tôi cầu nguyện cha thì cha đều giúp đỡ tôi hết. Đó, hình như là tôi được cái lòng thương của cha. Cha Trương Bưu Diệp ơi, con muốn dâng lời cảm tạ. Với ánh mắt nhân từ, cha đã cầu cứu giúp con. Bà Đặng Thị Duyên hiện đang sinh sống tại thành phố Westminster, California. Bà là người ngoài Công giáo, nhưng bà rất tin tưởng vào sự cầu bầu của cha. Một hôm, bỗng nhiên bà bị đau bụng dữ dội. Bà đã tính gọi xe cấp cứu. Ngay lúc đó, bà chợt nhớ tới cha Francisco Trương Bửu Diệp, và bà đã luôn miệng cầu nguyện với cha. Rồi bà ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy thì bà không còn thấy đau nữa. Hôm nay có người đưa bà tới cảm tạ cha và chia sẻ ơn lành để làm nhân chứng cho cha. Tôi tên là Đặng Thị Duyên. Tôi 88 tuổi rồi. Tôi ở Westminster. Tối hôm qua tôi đau quá. Tôi đau tôi không đi được. Tôi không làm gì được. Tôi đau quá. Tôi xin cha. Tôi nhớ đến cha. Tôi xin cha. Tôi bảo thầy lạy cha, con là người ngoại đạo. Con đau quá. Bây giờ con đi nhà thương thì chồng con ở nhà không có ai lo. Thì đấy, có hai ba bạn đến để định gọi 911 để cho đi nhà thương. Mà con không đi gì. Con nghĩ đến cha là con cầu nguyện cha luôn miệng. Rồi con ngủ lúc nào con không biết. Thế con dậy thì con thấy nhẹ bẫng à. Đấy, lại cha. Thế còn hôm đầu tiên ấy, thì con ngồi con xem tivi mà con đương đau cái lưng lắm. Cái vai nó như là người cưa ra ấy. Thế con thấy các ông các bà ấy tạ ơn cha. Thì con cũng nói, con mà lạy cha thế, con là kẻ ngoại đạo mà bây giờ con cũng đừng đau quá nên cha cho con xếp lạ đấy cho con khỏi. Thì lúc bây giờ cỡ độ 10 giờ, thế thì tôi ngồi cứ lẩm bẩm thì tivi cũng tắt, tivi cũng sang đài khác rồi. Thế tôi đi vào tôi làm cơm, thì tôi cũng chống cái gậy tôi vào làm cơm. Đến lúc mà tôi làm tôi quên, tôi không có nghĩ đến cái gì nữa. Đến lúc mà ra ngồi ăn cơm á, cái vai tự nhiên nhẹ bẫng à. Không đau mà đau 3 ngày rồi. Đau lắm, đau như người cưa ra. Đau chảy nước mắt, tôi khóc không được ấy. Con lại cha, cảm ơn cha. Trước tôi đã thay đồ sạch sẽ, tôi bảo để đi nhà thương. Và nhớ có cùng cái là phải đi nhà thương thì thay đồ sạch sẽ đi. Chuẩn bị thế.
Thế tự nhiên thì lúc giờ nhớ đến cha thì cầu xin luôn. Cầu xin luôn thì nhấc được cái chân lên giường ấy, cầu xin luôn thì ngủ một giấc. Ngủ dậy thế hết rồi, thế nhẹ bẫng ngồi quát dậy được. Hiện bây giờ không có đau chỗ nào nhưng mà cái chân còn hơi chút chút thôi, 10 phần chỉ có một phần cái chân thôi. Thế thế là hai lần được mà tự nhiên chứ không phải là tự nhiên mà khỏi tự nhiên ấy. Nhưng mà không bao giờ nghĩ là vì tôi đạo Phật, tôi vẫn đi chùa. Đi chùa chứ không có. Nhưng mà bây giờ thì thôi, bên cha cũng kính, bên mẹ cũng vái. Bên nào mình cũng vâng, cứ thành tâm. Hôm nay con lên để tạ ơn cha, lạy cha dạy con, tạ ơn cha đó. Hỡi ai nặng nề đôi vai, hỡi ai buồn sâu đớn đau, hãy đến nguyện cầu với cha, sầu muộn sẽ trôi qua, được bình an trong tâm. Chị Lê Tuyền Băng hiện đang cư ngụ tại tiểu bang Texas. Chị có người con bị động kinh, bác sĩ nói có thể cháu sẽ bị bệnh suốt đời. Chị nghe vậy thì rất buồn. Trong lúc tuyệt vọng không biết bám víu vào ai, chị đã quyết định đưa cháu xuống tắc dậy Cà Mau nơi cha yên nghỉ để cầu xin cha. Và ngay đêm đó, chị thấy con trai của chị không còn bị co giật nữa. Chị hết sức vui mừng, hôm nay có dịp đến California và biết được có văn phòng của cha tại thành phố Garden Grove. Chị xúc động chia sẻ lại ơn lành mà cha đã cầu bầu cùng Chúa cho con của mình. Em tên là Lê Tuyền Băng. Dạ, hiện tại thì em đang sống ở bên Texas. Thì hôm em nay em mới biết được chỗ này có cái tượng cha với chỗ mà để cầu nguyện đó. Thì em cũng có đến, em muốn chia sẻ một chút xíu là em đã, con em đã được cái ơn của cha từ bên Việt Nam. Mà khi em nói ra đây thì em rất là cảm động. Con em năm nay 14 tuổi rồi. Cháu bị thần kinh. Tức là bị... ta kêu là bị động kinh ấy. Mà đêm cháu nó ngủ thì nó giật và đi bác sĩ tự uống nửa viên thuốc tới một viên tới hai viên không hết giật. Bác sĩ nói là cái này thì bây giờ chắc phải chịu suốt đời. Thế là lúc đó em cùng quẫn mà em không nghĩ được cái nào, mà em nghĩ thôi giờ em chỉ biết em chạy đến tre thôi. Đấy, hai mẹ con em đi đón xe đi xuống chỗ tre ở dưới cái Cà Mau á, thì có đem vô để em nói thôi vì con có cái bệnh con cứ vô con cầu khóc con xin cha để con sẽ được cái ơn đó. Thì lúc em đi thì em cũng vững lòng tin, nhưng mà con em nó nhỏ quá, nói mẹ ơi không biết có được không, nó còn phải vững tin thì con mới được. Vì khi mà con chạy đến Chúa đến cha con kêu cầu không ai bỏ con hết á. Thì khi con em nó vô đó đó, nó đọc kinh nó cầu nguyện, thì cái đêm hôm đó em nó ngủ lại khách sạn. Thì mọi khi là em con em mặc dù nó lớn mà em không dám cho nó ngủ riêng, tại vì em sợ lỡ đêm em có cái gì con em không có ai cứu thì phải ngủ chung với em. Thì đêm hôm đó tự nhiên em thấy nó không còn giật nữa, thì em cũng chưa nghĩ là con em được ơn lẹ như vậy. Thì em nghĩ là ồ sao nay sao không thấy nó giật, hay là ngày hôm nay nó ít đi nó không có giật. Thì sáng hôm sau này em phải quay về Sài Gòn lại chứ em không thể nào mà em ở với cha được nữa. Thì trước khi em về á thì em nói thôi con vô con cầu nguyện thêm một lần nữa để con đi về mà con được cái ơn. Mẹ nghĩ chắc đêm vừa rồi chắc con được ơn rồi đấy. Nó là sao đêm vừa rồi con không có thấy cái gì, giống như mọi khi nó giống như nó có cái gì nó nhìn thấy cái ám ảnh mà nó sợ lắm. Thì từ lúc đó là nó không bị nữa. Thì nó vô nó lại đọc kinh, nó ôm cái mộ cha nó cứ vuốt lên đầu nó đọc kinh. Rồi nó đi ra cái chỗ mà cha đang ngồi mà đọc sách đó, nó ôm cha, nó lúc đó thì nó mới khóc, nó là cha ơi cha thương con với, cha cứu con với. Thế bây giờ con ngủ đêm con cứ giật không à, mà con đi học thì bạn cứ kêu con là thằng què, thì con xấu hổ lắm. Thế là từ khi mà nó như vậy đó thì về nó không giật nữa. Thì có khoảng một tháng sau thì em cho cháu đi tái khám ạ. Thì bác sĩ không có cho em đo lại cái điện não cho bé mà cứ cho uống thuốc. Cái em hôm đấy hơn xong mà một tháng đó, còn tháng sau thì em mới xin với cha với cái bác sĩ đó, em nói là thôi bây giờ bác cho cháu đi đo lại cái điện não coi sao, tại vì em thấy giờ đêm cháu nó hết giật rồi thì bác coi lại giùm em. Thế là khi mà đi đo ra thì bác nói ủa sao kỳ vậy, thường cái này hằng ngày mấy lần trước nó đi khám, tại vì em đi 4 năm trời rồi
sau mấy tháng trước sau thấy nó giật mà nó có cái chiều hướng nó lan tỏa ra, mà tự nhiên sau kỳ này sau đo này nó không lan tỏa nữa, mà có thể là bây giờ không cần uống thuốc nữa. Đi khám lại đo nó hoàn toàn cái sóng không còn một cái sóng gì mà của cái động kinh nữa. Cái ông bác sĩ cái em thì trước đúng ngạc nhiên, mình nghĩ cái này chỉ có ơn lạ nhờ nó. Cái em mới tâm sự, em nói là em nói thiệt chứ lại ha, bác Hào nó là con em đi xin cha Diệp để em được cái ơn, bên em là đạo Thiên Chúa thì em tin, còn không biết thì bên bác có tin hay không. Nhưng mà em cũng khuyên nếu như mà có gặp bệnh nhân nào giống như con em, mà dù người ta có đạo hay không có đạo, thì bác cũng chỉ người ta đi đi Cà Mau xin đi, thì em nghĩ chắc là được ơn đấy. Thì ông bảo chắc anh cũng phải hợp tác vậy, tại anh là không có đạo, nhưng mà anh cũng nghe nhiều người nói là được ơn như vậy đấy, nhưng mà anh chưa tin. Nói không thì em hy vọng là anh sẽ tin em, tại vì con em là cái nhân chứng để cho anh nhìn thấy rồi đó, thì em hy vọng là anh chỉ cho nhiều người đến che, biết đâu người ta được ơn, người ta giống như con em đó. Thì khi mà em nói chuyện với anh như vậy, anh nói chắc anh cũng phải chỉ một số người đi. Thì đó, thì trước khi em qua đây thì em ở bên Cali, bên tích xịt, em cũng không biết là chỗ nào có cái chỗ mà thờ phượng cha như vậy. Nhưng khi em qua đây thì bà em đó nãy đó, bên này thím mới nói là thôi đi lên cha Diệp. Tụi em mừng lắm chị, em nói là cho con đi, sống chết con phải đi xong con mới về. Con em có một cái ngày xưa nó rất là sợ bóng tối, nó rất là sợ, mà đang nãy là ai mà đi sau nó giật mình. Nhưng từ khi nó đi cha nó xin nó, em nói là con cứ dâng lên cha những cái gì trong lòng con đang sợ, những cái gì con đang là khéo vốn mắt con cứ xin. Thì từ lúc đấy về chị biết nó không sợ bóng tối nữa, giờ ai có hù có dọa gì nó không sợ bóng tối nữa. Mà thí dụ hồi trước mà hai vợ chồng em đi đâu để nhà là không dám, nó không dám ở nhà đâu. Nhưng mà bây giờ nó ở nhà một mình, mặc dù lúc đấy nó đã 10 tuổi rồi mà nó sợ lắm. Sau này khi mà từ khi cha tự nhiên nó có một cái lòng tin, nó có một cái sự can đảm, cái hỏi thế con ở nhà con sợ không? Không có, con có hình cha này, lúc nào con sợ là con mang cha ra con đọc kinh là con không sợ nữa đó. Em hy vọng là con em bỏ được thuốc mà nó hết được cái bệnh, cũng như là một cái niềm tin của mình. Dạ, thì em cũng muốn chia sẻ là thí dụ ai có niềm tin vô cha thì đặt hết hoàn toàn cái niềm tin vô cha thì sẽ được hết tất cả. Đấy là con em đã được rồi đó. Rồi xin cho những cái người xung quanh mình chưa biết tới cha thì xin cho người ta được biết tới cha, để người ta đến người ta xin ơn cha, hoặc là cầu với cha một kinh, một cái câu lời cầu của người ta, để cho người ta được giống như con mình. Mà những người thì có thể là người ta chưa biết tới, thì em cũng cầu xin làm sao để cho người đó người ta biết, người ta đến với cha nhiều hơn nữa, để người ta có một cái niềm tin. Khi mà đến với cha thì nên đặt hết một cái niềm tin vô cha và cầu xin với cái lòng thành của mình, chứ đừng nghi ngờ gì. Đó là một cái điều mà em khuyên mà mình lên làm khi mà đến với cha cầu nguyện, chứ mình đừng nghi ngờ biết có được hay không. Cái đó là một cái điều mà không lên. Các câu chuyện ơn lành vừa kể được Trương Bửu Diệp Foundation ghi lại chỉ nhằm một mục đích duy nhất là làm chứng cho sự cầu bầu linh thiêng của cha. Do đó các câu chuyện này không nhằm đưa ra lời khuyên nhủ hay hướng dẫn về y học, mà chỉ nói lên niềm tin của mỗi người đối với cha Trương Bửu Diệp. Chúng tôi mong rằng những câu chuyện về ơn lành cha Diệp sẽ đem đến niềm tin, hy vọng và sự bình an cho những ai đang cần đến. Tiếp sau đây là phần thông báo. Chương trình phục vụ cộng đồng mang tên Nghĩa Tử Nghĩa Tận và đặt hình người thân đã qua đời. Mọi chi tiết xin liên lạc về văn phòng Trương Bửu Diệp Foundation số 14231 đường Euclid, thành phố Garden Grove, California 92843, số điện thoại liên lạc 714-537-8159, 714-362-6608. Cầu nguyện với cha Diệp. Vào lúc 7 giờ tối thứ Năm, ngày 4 tháng 2 năm 2016, tại văn phòng sẽ có buổi cầu nguyện chung với cha Trương Bửu Diệp. Xin mời quý vị tham dự. Quý vị ở xa muốn cùng hiệp thông trong buổi cầu nguyện, xin vào trang web www.chuongbuudiep.org. Xin khấn qua điện thoại. Để việc xin khấn được thuận tiện cho quý ông bà, anh chị em ở xa, chúng tôi đã mở số điện thoại dành riêng để gửi lời xin khấn hoặc cảm tạ đến cha Vasico Trương Bửu Diệp không qua tổng đài. Xin quý vị gọi số 714-702-5129 rồi để lại lời khấn sau tiếng bíp. Chương trình truyền hình ơn cha Diệp đang được phát trên kênh 57.5
Sài Gòn TV lúc 9 giờ 15 sáng mỗi thứ năm hàng tuần và Galaxy 19 trên toàn Hoa Kỳ. Bản tin ơn lành nhằm giới thiệu những ơn lành mới nhất và cung cấp các thông tin cần thiết cho mọi người. Chương Bửu Diệp Foundation đang phát hành miễn phí bản tin vào các ngày 1 và 15 mỗi tháng tại văn phòng Chương Bửu Diệp Foundation. Quý vị ở xa có thể xem và download bản tin trên trang web www.tbdf.org. Quý vị muốn đóng góp thông tin bài vở trên bản tin, xin gọi cô Trang Nguyễn 714-537-8159 hoặc email trangn@chuongbuodiep.org. Website Chương Bửu Diệp Foundation tiếng Anh. Website chuongbuodiep.org đã có phiên bản tiếng Anh. Quý khách có thể truy cập vào website chuongbuodiep.org rồi click vào English để đọc các câu chuyện ơn lành và thông tin cần thiết bằng tiếng Anh. Thẻ thăm viếng cha Diệp. Việc phát hành thẻ thăm viếng cha Diệp của Chương Bửu Diệp Foundation đã nhận được sự ủng hộ nhiệt thành của đông đảo khách đến thăm cha. Mỗi khi đến thăm cha, quý vị chỉ cần scan thẻ mà không cần phải ghi tên. Quý vị nào muốn làm thẻ xin liên lạc với thiện nguyện viên trực để điền phiếu. Thẻ sẽ được gửi đến tận nhà cho quý vị. Người ở xa muốn làm thẻ có thể liên lạc qua phone hoặc email để được hướng dẫn. Để giúp Chương Bửu Diệp Foundation duy trì văn phòng nhà thăm viếng cha Diệp, quý vị chọn các cách sau đây. Cách thứ nhất, xem các chương trình ơn cha Diệp của Chương Bửu Diệp Foundation trên YouTube mỗi ngày. Càng có nhiều người vào xem thì hội sẽ có thêm ngân sách để duy trì văn phòng và nhà thăm viếng cha. Cách thứ hai, nếu thường mua hàng online trên Amazon, xin quý vị vào website www.smile.amazon.com và chọn Non-Profit Organization là Chương Bửu Diệp Foundation. Cách thứ ba, mỗi khi có dịp đi chợ Sài Gòn City Marketplace tại góc đường McFadden và Brookers, thành phố Westminster, xin đọc số 123 tại quầy thu ngân. 12 tháng 3 là ngày giỗ của cha. Cách thứ tư, mua các sản phẩm dưỡng da của công ty Nu Skin, xin gọi 1-800-487-1000 và dùng ID số USW858870 trước khi mua hàng. Chương trình truyền hình Ơn Cha Diệp tập 138 xin được kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau. Xin thân ái kính chào quý vị. Lạy Cha Chương Bửu Diệp, lạy Cha Chương Bửu Diệp.